Chào quý ông bà và anh chị em, xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nhau lắng nghe và suy niệm lời Chúa trong ngày Chúa Nhật tuần thứ 26 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người con thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp, con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp, thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời, người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Còn các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Thi hành ý của Chúa Cha. Ông bà và anh chị em rất thân mến, trong những lúc khó khăn, những lúc thử thách, một số người anh chị em chúng ta sẽ chạy đến với Chúa, xin ơn chữa lành, xin sự uy an. Thế nhưng cũng không thiếu người đã than trách Chúa, hầm cho rằng Chúa đang rất bất công, hay Chúa mang đến những đau khổ cho mình. Thế là phải chăng chúng ta đã quên rằng Chúa có chương trình cho cuộc đời của mỗi người, và mỗi người đều được mời gọi để tham dự vào trong kế hoạch của Thiên Chúa. Còn là thế, trong bài đọc một, tiên tri Ezekiel đã trình thuật lại lời Đức Chúa. Đức Chúa đã nghe tiếng dân than trách rằng đường lối Chúa không thẳng ngay. Điều than trách này xảy ra trong bối cảnh mà dân Chúa đang phải đối diện với sự sụp đổ của Jerusalem, đối diện với cảnh lưu đày nơi đất khách quê người. Và dường như dân đã còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nữa. Thế là một sự đối nghịch đã diễn ra. Người công chính lại bỏ đường công chính mà làm những điều bất chính. Còn những người gian ác thì lại từ bỏ điều dữ mà thi hành điều công minh chính trực. Người mà tưởng rằng đó có sự sống lại mất mạng. Còn người tưởng phải chết thì lại được cứu lấy mạng sống của mình. Một sự đối nghịch như thế cũng đã diễn ra trong và tin mừng theo Thánh Matthew. Và bối cảnh diễn ra là khi Chúa Giêsu đang đặt vấn đề với các thượng tế và các kỳ mục qua một dụ ngôn. Dụ ngôn về hai người con và ai là người vâng phục. Một người thì từ chối nói tiếng xin vâng, nhưng rồi lại hối hận mà vâng phục người cha. Còn người kia thì trước mặt gọi dạ bảo vâng, nhưng sau lưng thì bất tuân phục. Đối với các thượng tế thì người con thứ nhất đã thi hành ý của người cha. Còn đối với Chúa Giêsu thì người đã không chứng nhận là người con nào cả. Mà thay vào đó, Chúa lại nói lên một sự thật. Sự thật đó là những người thu thuế và những cô gái điếm lại là những người vào nước Thiên Chúa trước. Điều này như đã ứng nghiệm lời Chúa phán qua ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc 1. Người được xem là bất chính lại trở lại đường công minh chính trực. Ngược lại, những người mà được xem là công chính lại không rõ là số phận sẽ đi đâu, về đâu.
đối với mọi người ông bà và anh chị em chúng ta thì sao? Chúng ta là những người vâng dạ, những người được xem là công chính, hay chúng ta là những người bất chính, những người mà trước mặt nói không nhưng rồi lại hối hận mà vâng phục ý Chúa? Có lẽ trong một xã hội rối ren, mọi người anh chị em chúng ta đều đang sống trong sự đối nghịch, trong sự bất định. Chúng ta có thể là những người công chính, những người luôn biết vâng nghe tiếng Chúa, nhưng rồi có những lúc yếu đuối, những lúc yếu lòng, chúng ta đã lạc xa nẻo chính đường ngay. Chúng ta đã không còn sống trong những tương quan lành mạnh và mật thiết nữa. Những lúc đó chúng ta là những người bất chính, những người đang nói không với lời Chúa. Nhưng may thay, nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta lại biết hối hận, biết quay về đường công chính. Chính những lúc như thế, chúng ta là những người bất xứng, nhưng lại được trở nên bớt bất xứng mà sống trong tương quan với Chúa, trong tương quan với tha nhân và với chính mỗi người bản thân chúng ta. Điều đó xem ra thật không dễ dàng, nhưng lại hoàn toàn có thể thực hiện được, vì chúng ta liên kết với Chúa Giêsu Kitô. Sự liên kết này được trình bày trong thư gửi tín hữu Philippe, khi mỗi người ông bà và anh chị em chúng ta biết hiệp thông trong thần khí, biết sống trong thân tình và cảm thương nhau, thì đó mọi người sẽ tránh đi những ganh tị, những hư danh mà không còn tìm ích lợi cho riêng mình. Như chính Chúa Giêsu Kitô, người luôn biết vâng phục Thiên Chúa. Gọi là thế, trong khi Adam cùng Eva đã đưa tay ra nắm lấy những gì không thuộc về mình mà chống lại Thiên Chúa, ông bà đã không biết hối hận nhận lỗi về mình. Còn Chúa Giêsu lại buông tay không nắm những gì vốn thuộc về người. Người lại vâng phục mà thi hành thiên ý. Người đã học biết thế nào là vâng phục ở trong đời sống trần thế và đã được Thiên Chúa siêu tôn. Tôi mong sao mọi người ông bà và anh chị em chúng ta luôn biết vâng phục không chỉ là trước mặt, không chỉ bằng lời nói, mà còn biết thi hành trong đời sống hàng ngày. Amen.